cảm ơn ông bà đã cho con mạnh khỏe. Xin cảm ơn cha mẹ đã sanh đẻ ra mình. Cảm ơn đời, cảm ơn một kiếp nhân sinh. Có khổ, có vinh, có muôn nghìn cung bậc. Con xin kính cẩn nghiêm mình cúi đầu cảm ơn nước non cùng ơn trên trời Phật. Cảm ơn tất cả mọi người cùng với vạn vật sinh linh trên cõi dương trần. Đã cho con một lần được sống nơi chốn bụi trần cõi mộng hư không. Một kiếp người tuy lận đận lông đông, nhưng trong thâm tâm con chẳng hề trách cứ. Dù đời có đắng cay mặn nồng đủ thứ, chứ tận đáy lòng vẫn cảm ơn duyên số. Chẳng khác nào bài ca dòng cổ, lâm cung bậc thăng trầm chỗ xuống chỗ lên. Họ sang xê công reo rắc ngân nga, tạo nên điệu nhạc cung đàn du dương trầm bồng. Bài dòng cổ đời con ơi nghe sao buồn quá, năm câu đầu khổ cả chỉ câu sau khá hơn. Thôi thì giảng sự cuộc đời cũng nhờ ơn trời Phật, chứ là người phàm mắt thịt con thật chẳng biết sao. Thì dù cho đời mình vui hỉ hay buồn đau, cũng không hề oán trách hoặc ưa cao thời dân. Vì trước khi được sinh ra không ai trong chúng ta có thể tự cho mình một số phần, mà tất cả phải phụ thuộc vào tiền kiếp và sự sắp đặt của tạo hóa để nhận lành căn phần. Không cần sung sướng, chẳng ai tự mình ham dương sầu bi. Dù là người hay thần thánh nữa đi,
thì cũng mong muốn những gì tốt đẹp. Vậy nên đường đời có quanh có chật hẹp, con cũng cam tâm không một chút lo buồn. Bởi đời từ không lại có rồi lại không. Chỉ cần một lần máu ngưng chảy về tim, là khi ấy con đã tìm về quê cũ. Thân cát bụi sẽ trở thành cát bụi, bao sân si sinh rũ bỏ lại hồng trần. Có thiếu đủ hoặc dài hay ngắn, thế còn sống trên đời phải càng cố gắng làm những điều chính chắn nghĩa nhân. Đời của con thở cứ kém tu thân, giờ hối tiếc thì bước chân đã muộn. Thời gian trôi nhanh như sông sâu cuồn cuộn, còn coi trần ai như một chốn mê hồn. Đời người đâu thể trường tồn, sống sao thanh thản tâm hồn sanh linh. Nỗi niềm một kiếp nhân sinh, chỉ mong để lại chữ tình cho thế gian. Thời hổ ngươi đời là bể hận đầy vơi, sao ta cứ mãi khóc cười ghét thương. Bởi không ghét nên tôi thương, và bởi không thương nên tôi mới ghét. Vì tôi đâu phải thánh nhân tiên Phật, mà chỉ là một kẻ đang sống giữa trần ai với cơn lốc quay cuồng. Thấy chuyện phải nên tôi thương, mà nghe chuyện trái tai là tôi lại bất bình. Có lẽ số trần còn nắng nở, và lục dục thất tình còn đầy dây trong tim. Thử hỏi làm sao khỏi ghét khỏi thương, khi
nhắc đến thế nhân là lòng muốn giận rồi. Tôi muốn kêu trời một tiếng cho hạ rơi, nhưng sợ người cười là một tên lãng trí. Đời không gặp dần, đôi mắt nhìn đời lòng nắng những sầu tư. Một kiếp người nắng triểu những phiền lo, lo non nước, lo bạn bè thế từ. Rồi tôi ghét những kẻ chỉ có tài phu phụ, tâm địa thấp hèn mà lại được đề cao. Tôi thương ai trọng nghĩa khinh tài, tôi ghét đứa hèn hạ nhưng trong tay đầy dây nhưng. Đạo nghĩa không nên lầm lỡ, Phật tại tâm chứ đâu phải ở xa xăm. Sống làm người cứ trọng tin chính tâm, hãy tạo phước chứ đừng tầm lòng phước. Phước quả hôm nay cũng do quá khứ vị lai căn nguyên từ kiếp trước. Và trong cuộc sống hiện tại này đây ta gieo được nhân nào. Chớ chẳng phải cầu xin mà có được phép màu. Luật nhân quả hãy gieo gì thì gặt nấy, gieo hạt ớt sừng đâu ra trái thanh long. Nếu ở đời mà làm việc ác không, thì dù đi giảng chùa cũng đừng mong tìm được phước. Hãy sống hiền lành, hiếu thảo với mẹ cha, thì đâu cần gì đi xa để cầu phúc. Tùy phúc tùy thời, còn chuyện rối mai là duyên số của mỗi người.
phải cố gắng tu nhân tích đức, được phước nhiều thì mặc sức mà ăn, giúp đỡ những mảnh đời hoạn nạn khó khăn, hành trượng nghĩa mới nên chăng được phúc. Bác ấy từ bi lương tri chăm chút, dẻo tạo điều lành thu quá ngọt cay ngon. Mà chi rồi gian quỳ giái lại, thì dù có lại hoài lại mãi vẫn vậy thôi. Trời Phật nghiêm minh nhật nguyệt xét xôi, làm việc ác có lại rồi cũng đâu hết tội. Hành thiện là cõi đời, tu là cõi phúc, phải tu thật lòng thì đến lúc sẽ bình an. Bỏ hận thù đừng có đeo mang, sống rộng lượng cho nhẹ nhàng thân thể, lấy ân báo quán thì quán sẽ tiêu tan, lấy quán báo quán thì quán cao chất chồng. Chùa chiền xa xăm nghe đâu đến đây, cha mẹ ở gần thì chẳng thấy tới thăm. Sống nhân từ lương thiện Phật ở tại tâm, chứ chẳng đâu xa mà kiếm tầm chất vật. Tu thì phải cho ra tu, chứ đừng nên tu giả tạo. Lừa người dối ta được bằng diện mạo, chứ không sao dối được ông trời. Đạo gì cũng không hơn cái đạo làm người. Tứ đại đồng ân là thờ cha kính mẹ, yêu đất nước đồng bào, quy tam bảo tổ tiên. Hành xử với đời thì đừng tạo nghiệp duyên, sống lương thiện sẽ được bình yên vô sự. Con không thích điều lành mà chuyên làm chuyện dữ, rồi quả báo trái dai là mình tự hại mình. Tu làm chi mà bỏ bê cha mẹ ông bà, ở nhà không tu ra đường giả Phật thì nó thêm lo
rồi cái tật xấu mà thôi. Phước quả trong đời đều bởi do ta, sống nhân hậu thì cần gì lo xa tội lỗi. Giảm lòng mê ham không tham lam nông nổi, rời khỏi sân si ta nương cội bồ đề. Lời của Đức Phật dạy xưa nay chi lý, ngẫm sự đời thì càng nghĩ lại càng hay. Luật nhân quả luân hồi giải trả liền tay, làm việc ác sẽ đến ngày gặp ma. Trên trời cao dưới có hai bên dây giác, soi rọi chánh tà giám sát chứng ghi. Chiền là chốn từ bi, lòng người gian ác thì đi để làm gì. Dù xin được phép thần kỳ, sống làm việc xấu ác thì gặp nguy. Đừng nên tu lại tu quỳ, tu tâm tu tánh đó thì mới tu. Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ con tính tháng đêm ngày. Rồi đây quả báo sau này, cháu con nó bỏ lại. Cháu con nó bỏ lại khóc ngày khóc đêm. Ôi ơn đức của cha mẹ nuôi con to lớn như núi, như non, như đất trời lai nay. Con có nuôi cha nuôi mẹ cũng xin đừng có đếm than ghi ngày. Công lao mẹ cha bao la hơn biển rộng sông dài, thì con nuôi cha mẹ là việc này bao hiếu. Đâu phải nuôi người hoài mà tính toán chi li. Hãy nằm đêm rồi suy nghĩ kỹ lại đi, không có mẹ cha thì sao có được mình. Nhờ ai mà ta mới nên dốc nên hình, công ai đã nuôi nâng cho mình khôn lớn. Khổ cùng ơn thì làm sao ta khôn lớn nên người. Cha mẹ đã vì con mà hy sinh suốt cả cuộc đời, dù lắm gian nan chẳng một lời than vãn.
cũng không hề chán nản hay đắn đo. Chỉ có một lòng một dạ chăm lo, sao cho con mình được ấm no đầy đủ. Từ manh áo thuốc men miếng ăn giấc ngủ, dành dụm từng cát từng đồng cầm cùi nuôi con. Nhịn nhường bao cây đẹp cây ngon, những gì tốt quý nhất cũng dành cho con trẻ. Chỉ mong ước sao con được bình an vui vẻ, dù sức khỏe éo mòn cha mẹ sẵn lòng cam chiều. Chinh thang mang nặng đẻ đau, rồi bao công lao nuôi con đến trưởng thành cũng cả mấy chục năm dài đằng đằng. Thì nay cha mẹ già yếu ta viếng thăm chăm dưỡng, cũng xin đừng có tư tưởng như bố thí công chùa. Cha hiếu từ ân mà nghĩ thế thì tội lớn chẳng đùa. Nuôi đấng sinh thành đừng hơn thua đông đêm, cha mẹ mất rồi là không kiếm lại được đâu. Phụ mẫu tuổi già chẳng còn sống bao lâu, ta phải gắng phụng dưỡng cho tròn câu hiếu nghĩa. Chớ đừng dông ơn để tiếng đời mãi mê, nhân quả trả dai là chuốc quả vào mình. Không tròn không dư thì thử hỏi Phật trời có vui vẻ gì chăng. Những điều Đức Thế Tôn dạy bảo khuyên răng, trong tứ đại ân thì hiểu nghĩa là lễ công. Phải biết mẹ cha mai ra ơn trên mới thương đồng, còn sống bất nhân thì đừng kỳ vọng điều gì. Nếu bây giờ mình bỏ bê cha mẹ, rồi quả báo luân hồi dai trả liền tay, thì mai này con cháu mình chứ chẳng phải ai, nó cũng bỏ mình như mình bỏ cha bỏ mẹ. Thiện ác đau đầu thời nãy rất là máu lè, nên việc yêu ân xin đừng xem nhẹ ai ơi. Cha mẹ già rồi như lá sắp rụng rơi, phải biết quý thương mến trọng chứ đừng hững hờ lanh nha. Ơn đức sanh thành một lòng ghi tạc,
nếu phụ bạc trong ngân sẽ tội lỗi muôn đời. Người ơi xin nhớ lấy lời, công lao của cha mẹ như đất trời bao la, một lòng bao đáp mẹ cha cho tròn câu hiếu nghĩa mới là đạo con.
đạo vàng mái nhà. Nay ngày Phật đản sanh, cho chúng con thêm ngâm nỗi nhớ thương. Tỳ ni giáng sinh nhân tài, Ma Gia hoàng hậu mỉm cười sung sướng. Bài sen hồng tỏa ra, mỗi bước đi như một dần hào quang. Tin mừng bao cho trần gian, khắp nơi tưng bừng vui mừng mở hội liên hoan. Trên ngài Sĩ Đạt hoàng cung yên ngọc, quyết lên rừng tìm nơi tu hành. Dưỡng tâm tu tâm đã đạt thành, tìm ra chân lý cao siêu, giúp người dưỡng thế Thích Ca ra đời. Nhận được tin cô vừa tạ thế, con nghe lòng chua xót nào nề. Còn đâu nữa giọng hát lê thê, buồn nào nuốt lòng người dương thế. Mỗi nén tâm tài hoa, dài mượn nợ cầm ca hơn 60 năm, cô phải trả lại cho đời. Lời ca tên một loài hoa đào út bạch lan, bông lan trắng danh hiệu thơm lừng. Nhưng trời ghét ghen phần bạc ma hồng, trái
lầm lối âm thầm. Sao những cánh màn nhung phục vô thế nhân bằng trái tim yêu nghệ thuật. Biệt danh sầu nữ với dòng ca buồn. Hàng triệu con tim dầm tuôn giọt lệ ngầm ngùi. Sầu biết thở nào dơi như con thuyền ra cửa biển ngàn khơi. Hay con gái chị Hằng lòng mẹ hiền biển cả bao la. Ca ai đã nghe qua tránh sao khỏi xót xa lòng. Dòng hát bay xa khắp trời cao biển rộng. Mãi khắc ghi lòng một người nghệ sĩ tài danh. Con với cô chưa một lần gặp gỡ, nhưng sao con nghe như rạng dở. Là một nghệ sĩ tài hoa xuất chúng, nhưng cô là người sống rất thuần lương. Hơn 40 năm vẫn ăn chay trường niệm Phật, mang tình thương gửi vào bao thế hệ mai sau. Tiếp bước cô nhiều người trong giới trẻ, được cô truyền nghề bước lên đỉnh vinh quang. Nghệ thuật cải lương thâm sâu vô cùng tận, nhưng trăm năm qua mấy người được như cô. Linh hồn về cõi hư vô, Quan Âm Bồ Tát hộ trì cho cô. Tên cô lưu lại ngàn đời như nhành lan trắng rạng ngời trong tim. Đây ba nén trầm hương với lời khấn nguyện, chúng con xin cúi đầu lại tạ đức từ ân. Hôm nay là ngày chánh dỗ của mẫu thân, con dai gian hồn mẹ hãy về đây. Mẹ ơi, suốt 30 mấy năm qua, cứ đến ngày 13 tháng 9,
Tất cả chúng con với lòng thành kính dân cúng mẫu thân để báo đáp ân nỗi đau. Mẹ ơi, mồ côi cha thì ăn cơm với ca, còn mồ côi mẹ thì lót lá mà nằm. Mấy chị em con vừa lên bông lên năm, phải chịu cảnh mất mẹ khi còn nhỏ dài. Mẹ ơi, cuộc đời mồ côi thuở âu thơ, giờ đây mỗi khi con hồi tương lai, bao nhiêu quá khứ buồn đau cứ hằng mãi trong lòng. Dù con nén thương đau nhưng ngấn lệ tuôn dòng, nhớ cảnh lẻ loi như gà con mất mẹ, khốn khổ nghèo nàn lạnh bơ vơ, bao cay đắng nhọc nhằn đè nặng tuổi thơ, con phải gồng mình táo tần bươn chài. Cũng nhờ trời cao xót thương ngó lại, nên giờ này đây con mới tồn tại trên đời. Phẩm vật hương đồng cung dân từ mẫu, mộc mạc nhưng đậm đà tình con thao báo ân. Mẹ ơi, hôm nay có đông đủ người thân cùng xúm xích chung tay lo cho ngài vô, cô bác cậu dì chào con hội ngộ ấm cúng ngoài trong, mong mẹ được xúm dày. Ba nén hương này con dâng cung mẫu thân, còn ba lại này xin bao ân từ mẫu. Lại thứ nhất đáp đền ơn dưỡng dục, chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau. Lại thứ hai báo đền công đức cù lao, ba năm bồng ầm đúc cơm mớm sữa. Lại thứ ba tạ ơn cha mẹ tạo ra sự sống, con mới tồn sinh khôn lớn nên người. Chắp tay nguyện với Phật trời, công ơn phụ mẫu trọn đời chẳng phai. Dỗ mẹ xin ghi khách một ngày
ngập ngừng bước trên nẻo về quê cô. Khói lam chiều văng phủ mái nhà tranh, đường vào thôn nghe chim hót trên cành, lòng sao xuyên khi một mình qua xóm dân. Mẹ đếm thời gian qua mấy mùa mai nở, trong ngóng tin con sao chẳng thấy người. Buồn lắm con ơi, ở quê nhà mẹ thương nhớ con thơ, đêm không ngủ nghe gió lùa qua kẻ lá. Khi con ở quê người xứ lạ, cuộc sống quay cuồng với các buổi phù qua. Mẹ đứng bên hiên khi sương mờ thấp thoáng, dưới hoàng hôn lặng lặng ngắm mây trời. Quanh que ngày đêm chỉ có một thân già, mẹ rơi nước mắt khi cầm thanh lược cũ, hay chiếc áo sờn dây con tự mặc ngày xưa. Chốn quê nghèo mẹ tần tảo sớm trưa, mẹ lủi thủi một mình một bóng, nhớ thương con qua tháng ngày xa vắng, mà mái tóc xanh điểm trắng từ bao giờ. Bóng vắng đơn ngân nga, mưa lất phất nhạt nhòa bên thôn sơn dân. Năm tháng trôi qua một mình đợi đất khách, 20 năm trời con mới trở lại quê hương. Bỏ mẹ già một nắng hai sương, nhớ con trẻ đang làm thân lữ. Loài chim nó còn thương cành nhớ tổ, sao kẻ ly hương không nhớ cội thương buồn. Thắp nén hương con làm lễ tổ tiên, rồi con bước đến quỳ bên gối mẹ, để mai đây khi xa lìa xứ sở, hãy nhớ bóng hình người mẹ ở quê. Hồi mình tung khổ thì chả ai giúp cả, vì sợ giúp rồi mình có trả nổi chăng. Khô rách áo ôm chẳng có chút cháo để ăn, đói lòi hàm răng mà không sợ. Phải có thóc thì người ta mới cho mượn gạo, nắm thằng nhiều tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu.
dai được tiền thì phải có ruộng sâu đâu cây. Còn nhà mình chỉ là một mái lá đơn sơ. Làm than cơ nhớ nên mình mới chịu đi làm thuê ở đời, để kim vốn mưu sinh mà thoát khỏi cảnh cơ hàng.
bảo chừng một tương lai nó ấm đàng hoàng. Giờ nghĩ lại càng thương những người thân giàu có, cảm ơn họ đã bỏ ta trong lúc nguy nan. Nếu trước kia họ rộng lòng đùm bọc cứu mang, ta sẽ chủ quan mà lơ là công việc, rồi không chừng mình còn hư hỏng bê tha, hoặc mãi là một người tan gia bại sản. Phải cần đến nó để đỡ đần trong những lúc khó khăn. Điều quan trọng là ta cứ chi thú làm ăn, chứ đừng ngồi đó dòm ngó túi mỗi người. Bởi trên đời này ai mà chẳng sợ mất tiền, biết cho mượn rồi có lấy lại được không. Mình cần tiền chứ cho ai mượn, giờ hễ có tiền ai mượn mình cũng sẵn sàng. Nhưng hỡi ôi một sự thật quá đỗi phũ phàng, càng cho mượn thì lại càng mất bè mất bàn. Vì khi mượn rồi thì có ai trả lại cho mình đâu. Mà còn nói câu trách móc giận hờn, rồi đủ điều xảy ra. Sao quá bè bàn, thật ngỡ ngàng điêu hoa. Thầm cách ta nóng nỗi dài ngờ, để bây giờ ngậm đắng nuốt cay. Tiền trong tay đành đành, sao nỡ đành rồi mình mang quà, lại còn thêm thiên hạ chê cười. Nhau ngang thay thế thay nhân tình, bất bình lòng dạ tham lam. Dẫu biết rằng vật chất tiền tài thì trên đời này ai mà không ham không chuồng,
Nhưng muốn giàu sang thì phải làm mới có, chứ mưu toan chiếm đoạt thì điều đó sai rồi. Sông bội nghĩa dông ơn là loài người tôi, tiền bạc ân nhân giúp mình vượt khó, sao nỡ lòng nào giật của người ta. Ôi thời buổi bây giờ lắm kẻ quỷ ma, tâm địa sâu xa chuyên môn đi lường gạt, không sợ bao ứng cũng chẳng màng trời Phật, đố mạc vàng manh cao trở lọc lừa. Nói nặng mít lòng mấy cha, tiền mình làm ra chưa dám ăn dám uống, muốn mua sắm thứ gì cũng phải nghĩ suy, tài tánh thương người cho mượn làm chi, giờ họ không trả dối đi mà đòi. Thành tiền của họ khó hồi khứ lai, từ nay thôi chẳng dám tin này, quyết không dại dột kéo sao này khổ thân. Còn nhân quả luân hồi chẳng bỏ sót một ai, quy lực trên đời hễ có mượn có dây, không trông thì chạy cũng đến ngày phải trả. Vì từ cổ chi kim dù cho bậc đế dương hay là phường dân già, cũng không một ai trong tất cả chúng ta đã có mượn dai mà dứt được bệnh cũng bằng không. Hễ thích theo gió, ắt sẽ có ngày gặp bao. Ác giả ác báo, còn thiện giả thiện lai. Nhân quả thời buổi này dây trả liền tay, không nay thì mai cũng ngày hay ngày. Bởi thế cho nên trong cuộc sống ta hãy nên nhớ lấy, chứ đừng quên mà gây ra điều dại dột. Nếu quá tham sân si mà đôi khi bồng bột rồi đánh mất lương